Đây, bật cho bạn luôn nha các bạn. À, Thông mình chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay Thông tiếp tục đi săn ong mọi người ạ. Thì giờ cái rẫy bỏ hoang này Thông đã phát hiện tổng đầu tiên nhé. Đây, trước nay thì cũng 3 giờ chiều thôi, nhưng mà thấy ông đi lấy mật về thấy vận hóa về cũng khá là đông nhá. Đó, có vẻ như rất là húng nha các bạn. Đó, đây là tổ thứ nhất, còn 6 cái bụi bụi tre này ạ. Với cái bụi tre này có một ổ nữa các bạn ạ, cách nhau trung tâm khoảng 8 đến 10 mét nhá. Mọi người đang theo dõi video của Thông, đừng quên cho Thông một like, một đăng ký. Thông xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Vừa Thông sẽ hơi khỏi để đi vào được nha các bạn. Thông đã hơi một chút khỏi thì bây giờ quần về cũng khá là đông các bạn ạ. Đây, bảy loàn trà đây. Tụ nó là phía trong nhé. Tạm thời thì mới theo 5 lị nha các bạn. Nằm ở dưới viên đá này các bạn. Dưới bên này viên đá này lên thì tự nhiên thì bánh tổ nó sẽ gãy các bạn. Thì cũng phải chấp nhận chứ không biết làm sao hơn được. Các bạn chưa thông chút để thông cái này viên đá này lên nhá. Tôi thấy những cái cục mật nó nằm thế này các bạn này, rất là ok nhá. Nhưng mà bây giờ mà vừa đã lên thì cũng phải sập các bạn ạ. Để sập chúng này không làm sao hơn được nha các bạn. Mình sẽ làm cẩn thận. Để như nó dính đất thì mình cũng phải thổi đi. Đó. Bánh tổ nó dính vào đã nhỏ này luôn. Ai. Mật các bạn này, mật này, nó gãy này. Đấy. Mật chéo. Gãy nhá. Wow, xíu khủng các bạn. Rất là khủng khiếp nha các bạn. Các bạn xem này. Cái này đấy. Đây. Rất nhiều cho các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mình mua bánh tổ các bạn ạ. Mật rất là khả nhé. Đó. Là ok nha các bạn. Bị gãy, lúc này bị gãy thế như các bạn. Cái này là mật. Thân tuyến mật. Mm-hmm.
Việc nuôi mệt nha các bạn. Đây, mệt cho bạn luôn nha các bạn. Đấy. Mày mệt ý thưởng nhé. Gậy cũng được. Lúc này nó gậy cái đâu đến nha các bạn. Đó, nó mệt các bạn này. Đường này là chỉ có mệt với mệt phận hóa không nhá. Mệt này. Đó. Mệt khủng nhá. Quá, đường này mệt các bạn này. Nhưng mà tình nhất luôn. Đấy, các bạn này, xem những mực mật như thế này đây. Đó. Nửa cân nha các bạn. Thì có một chút phân hóa như thế này đây. Còn là mật nhé. Con này cũng mật luôn rồi bạn. Mật nha các bạn. Mật luôn nhá. Đấy. Tổ này chắc tổ này gần cả lít đấy các bạn ạ. Tung mạnh đi nhá. 5-6 miếng về là được lít. Mật không các bạn ơi. Đấy. Mật không nhá. Thì 11 miếng nha các bạn. 11 miếng mà cỡ như vậy thì thông đoạn là cỡ 1 lít. 1 lít là ok nha các bạn. Nhưng mà thông sẽ gọt mật bỏ vào cái hộp để thông thể qua quay tô với kia cho các bạn xem tiếp nhé. Đây, ổ thứ hai nha các bạn. Thông đã hớ khỏi nhá. Đến bực tạm cấp rất là cao. Đó. Phải đào bực để đựng nha các bạn. Ở dưới hòn đá kia nhá. Đây xuống dưới này cũng tạm cấp rất là cao nha các bạn. Bây giờ thông thể lên đó đào bụi ra xem kết quả thế nào.
Đấy, hôm nay thì mật không ăn thua mấy nhá. Thằng đàn này viên đã lăn xuống dưới đây các bạn. Còn thằng thể cắt mấy miếng sao mà nếu mà mật ít quá thì thằng thể nuôi lại nhá. Cũng rất là lớn những nhỏ nha các bạn. Quả tổ này thì không ăn thua nha các bạn. Thằng đã lấy được 4-5 miếng mật nhỏ nhỏ cỡ này đây. Đây nha các bạn. Bây giờ thông sẽ quyết định nuôi lại. Và bây giờ thì trời cũng dần tan đây. Vì đường còn xa cho nên thông xin phép được khép lại đây. Thông xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.